10 điều giải trừ lòng ghen tị để cuộc sống yên bình. 1. Lúc vui dễ bị lỡ lời. Nói nhiều tức nói hớ, đặc biệt là trong lúc vui mừng. Kỳ thực tâm thái lúc đó là thiện là tốt, muốn thổ lộ chia sẻ hết ra những gì muốn nói ở trong lòng. Nhưng ngay cả khi tâm bị kích động thì lời nói vẫn phải trầm ổn, bởi vì lời một khi đã nói ra thì không thể thu hồi lại được. 2. Lúc tức giận dễ bị thất lễ. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu như tức giận với người nhà, bạn bè, mọi người khác thì không chỉ làm tổn hại đến mối quan hệ tình cảm giữa hai người mà còn làm tổn hại lớn đến sức khỏe của bản thân. Thời điểm tức giận, mọi người thường quên mất hạn độ mà làm ra những việc thất lễ và hối hận. Vì vậy, mỗi người nên học cách tự kiềm chế bản thân mình, bình tĩnh trước mọi sự việc xảy ra. 3. Lúc bị kinh động dễ đánh mất trạng thái. Con người khi bị kinh động bởi một việc nào đó thì dễ dàng đánh mất trạng thái của bản thân. Muốn luôn luôn giữ được trạng thái dáng vẻ của mình, phải luôn luôn bảo trì được tâm bình an. Người xưa nói không quan tâm hơn thua, núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà sắc mặt không thay đổi, tư tưởng nhân tâm bất động. Đây đều là muốn nói cho mọi người biết rằng phải tu dưỡng một tâm ổn định, bình thản, hờ hững đối mặt với những dinh nhục, những biến cố trong cuộc đời. 4. Lúc buồn đau dễ bị mất nhan sắc, tinh thần. Nhan ở đây không chỉ là dáng vẻ bề ngoài mà còn chỉ trạng thái tinh thần. Cho nên khi đối mặt với đủ loại buồn đau trong cuộc đời, cần tiết chế, suy nghĩ tích cực, hướng về phía trước, đừng để tinh thần suy sụp không vực dậy được. Trung y cho rằng đau buồn có thể làm tổn hại đến sức khỏe, biểu hiện là sắc mặt thảm đạm, thê lương, thần khí không đủ, làm suy giảm nội tạng của bản thân. 5. Lúc mừng rỡ dễ dàng bị sơ suất trong việc giám sát. Lúc mừng rỡ thường sẽ cảm thấy việc gì cũng vừa ý, vừa mắt, hài lòng, khả năng phân biệt đúng sai, tốt xấu sẽ bị suy giảm, khả năng suy xét cũng bị xem nhẹ. Vì vậy, sẽ bị sơ suất trong việc không xem xét kỹ một vấn đề, một sự việc hay một người nào đó, từ đó dẫn đến đánh giá sai lầm. Có câu nói đắc ý quên hình. Con người vào lúc quá đắc ý, quá mừng rỡ sẽ khó tránh khỏi có cái nhìn sơ suất mà đánh mất nhiều thứ. 6. Sợ quá dễ bị mất khí tiết. Khi bị quá sợ hãi, bị sợ hãi trấn áp nội tâm của bản thân thì sẽ dễ đánh mất nguyên tắc và lập trường của bản thân mình, từ đó mà không thể tìm ra được lựa chọn chính xác và không cách nào giải quyết được vấn đề. 7. Chất chứa nhiều thì ắt sẽ mất mát nhiều. Người chất chứa quá nhiều dục vọng danh lợi thì nhất định sẽ phải lao tâm lao lực, hao tổn tinh thần. Kết quả cái mất đi sẽ càng lớn. Người tham lợi lộc nhất định sẽ yêu thích vật phẩm quý giá, nhưng khi chất chứa càng nhiều những vật phẩm quý giá thì lại khiến cho người oán hận, đố kỵ càng nhiều lên, kết quả sẽ khiến bản thân bị tai họa bất ngờ. 8. Say mê quá dễ mất đức. Điều này xảy ra ở cả lời nói và hành vi. Nếu một người quá say mê điều gì đó thì lời nói của họ sẽ có phần dối trá, xiên xẹo, hành vi sẽ thường khác người và đi quá giới hạn, gây ra những việc mất đức. 9. Nói khoác quá dễ đánh mất lòng tin. Người xưa có câu đừng dễ dàng đem lời nói ra miệng, bởi vì họ quan niệm rằng một khi lời nói đã nói ra khỏi miệng rồi mà không làm được thì là một việc rất đáng xấu hổ. Một người mà tùy tiện hứa hẹn, tùy tiện nhận lời
nhưng khả năng lại không thể hoàn thành được thì sẽ đánh mất lòng tin ở người khác. 10. Dục vọng nhiều quá dễ bị mất mạng. Lão Tử nói, ngũ sắc sẽ làm cho mắt bị mù, ngũ âm sẽ làm cho tai bị điếc, ngũ vị sẽ làm cho lưỡi bị tê, rong ruổi săn bắn sẽ khiến lòng người phát cuồng, của cải khó được khiến người bị tai hại. Điều này nói cho chúng ta biết rằng quá nhiều dục vọng sẽ làm bại hoại thân thể, thậm chí vì vậy mà bị mất mạng. Biển chứa trăm sông có dung nạp nên thành to lớn, không muốn lại được. Một người khi khống chế được dục vọng, sự thèm muốn, ham muốn của bản thân thì trí tuệ được khai sáng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mười điều giải trừ lòng ghen tị để cuộc sống yên bình. Một, lúc